Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tea Time. Mình là Tí đây. Như mọi người đã thấy ở tiêu đề thì ở video ngày hôm nay Tí sẽ tổ chức một cái giveaway nhân dịp kênh Tea Time vừa đạt 500 lượt theo dõi. Thì mặc dù đây chỉ là một con số khá là nhỏ so với các kênh khác ngoài kia thôi, nhưng mà dù có nhỏ đi nữa thì đây đều là sự cố gắng của bản thân Tí cũng như là sự ủng hộ của mọi người dành cho Tí suốt thời gian qua, nên là đáng để mà tổ chức một cái giveaway mà đúng không? Thì ở đợt giveaway đầu tiên này sẽ có tổng cộng 12 phần quà. Mỗi phần quà sẽ là một hộp Lightbox còn nguyên siêu luôn trong bộ demo Dating cực kỳ hot, cũng là bộ mới nhất của mem demo luôn đó mọi người. Cho nên là mọi người nhớ xem đến cuối video để biết cách tham gia nhá. Ủa, nhưng mà em ở Mỹ mà, làm sao mà tổ chức giveaway ở Việt Nam được? Sao vậy ta? Không cần phải lo mọi người ơi, vì ở đợt giveaway đầu tiên này thì sẽ hợp tác với cửa hàng Toy John, một cửa hàng bán ác toy cực kỳ uy tín và chất lượng tại Việt Nam. Trước khi đến với thể lệ tham gia giveaway thì tại sao chúng ta không lướt nhanh qua cửa hàng Toy John để coi cửa hàng này thì có gì đặc biệt nhá. Nghe cái tên cửa hàng thôi thì mọi người đã biết đây chính là thiên đường của các tín đồ mê đồ chơi rồi đúng không? Hay nói chính xác hơn là đồ chơi nghệ thuật nhá. Mặc dù ở Việt Nam có khá là nhiều cửa hàng bán ác toy, nhưng mà theo Tí thấy á, Toy John là một trong các cửa hàng rất là đa dạng về mặt hàng với gần 30 thương hiệu ác toy khác nhau, từ nổi tiếng như là Bob Mart nè cho đến Sang Toy, một thương hiệu rất là khó để tìm mua nhưng mà đều sẽ có ở Toy John nhé. Việc mua hàng tại Toy John á cũng sẽ cực kỳ thuận tiện cho mọi người khi mà Toy John có cửa hàng nằm tại 200/11 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây á mọi người sẽ có thể trực tiếp nhìn các mặt hàng ác toy mới nhất được trưng bày tại cửa hàng. Nhờ đó mà chúng ta có cái nhìn bao quát nhất trước khi mà đưa ra quyết định mua. Nhìn hàng thật ở ngoài á vẫn thích hơn là nhìn hình ở trên mạng đúng không mọi người? À, với lại cửa hàng á sẽ mở cửa vào lúc 10 giờ sáng cho đến 9 giờ tối tất cả các ngày trong tuần luôn. Kiểu này là gần như lúc nào cũng mở cửa rồi, cho nên mọi người tha hồ mà ghé lúc nào mà mọi người rảnh rỗi nhá. Em làm như ai cũng ở Sài Gòn để đến cửa hàng để mua vậy á? Chà, tưởng gì, cái đó là chuyện nhỏ mọi người ơi. Các bạn ở xa mà không đến được cửa hàng chứ gì. Toy John cũng sẽ có website riêng để bán hàng và cực kỳ dễ sử dụng luôn. Ngoài ra thì Toy John cũng sẽ có trang ở trên Facebook để cập nhật cho chúng ta thông tin các sản phẩm mới nhất, cũng như là một group dành riêng cho các tín đồ nghiện ác toy giống như là Ti và mọi người vậy đó. Thì ở đây sẽ không có buôn bán ác toy gì cả, mà sẽ là trải nghiệm của mọi người khi mà sưu tập ác toy cũng như là chụp hình các em ác toy cực kỳ đẹp luôn. Ngoài ra thì group cũng rất là thường xuyên tổ chức các sự kiện giveaway vừa vui mà vừa có quà xịn nữa. Với lại nếu mà có thắc mắc bất cứ thứ gì thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp trên trang web Toy John hoặc là trang ở trên Facebook nhé. Mấy bạn nhân viên á nói chuyện cực kỳ thân thiện và dễ thương luôn. Vậy giá cả thì sao em? Ủa, anh có mua không mà sao nãy giờ em thấy anh hỏi hơi nhiều rồi đó nha. Không sao mọi người ơi, thắc mắc cái gì thì Ti sẽ giải đáp hết nha. Về giá cả thì mọi người cứ yên tâm, các sản phẩm tại Toy John đều sẽ được nhập hàng trực tiếp từ các thương hiệu, vậy nên bảo đảm sẽ có giá chính hãng. Ngoài ra thì cửa hàng cũng có rất là nhiều đợt giảm giá nữa, tha hồ mà mọi người mua luôn. Dạo gần đây, anh nghe nói là có nhiều bạn mua cả bộ đồ chơi về, mở ra thì lại bị trùng. Lần trước, anh nhớ là em gặp trường hợp tương tự như vậy, mở ra thì những hộp Lightbox đã bị xé hết trơn rồi. Vậy mua ở cửa hàng này có đảm bảo là không bị như vậy không? Tuy biết là cũng có rất nhiều bạn có cùng câu hỏi này luôn đúng không? Thì không cần phải lo nha. Nhận thấy tình trạng như này á xảy ra rất nhiều dạo gần đây, nên là Toy John sẽ đảm bảo khi mà mua cả set đồ chơi thì chắc chắn mọi thứ sẽ còn nguyên siêu từ trong ra ngoài, nên là sẽ không có chuyện bị trùng nha. Vậy nên còn chần chừ gì nữa mọi người ơi, mà không ghé ngay qua Toy John để ngắm các em ác toy cũng như là rước em nó về nhà ngay thôi nào. Tí còn nghe đồn á là tỷ lệ ra siêu hiếm ở Toy John rất là cao luôn đó mọi người. Ghé qua thử coi, biết đâu hốt được một em siêu hiếm rồi sao. Nếu mà thật sự ra thì nhớ đăng lên group Ác Toy Việt Nam Showcase nhá. Tí cũng ở trọng luôn đó. Mọi người ơi, quên nói nữa, đó là video ngày hôm nay không phải do Toy John trả tiền cho Ti để làm đâu nhá, mà là Ti thấy có khá là nhiều bạn hỏi Ti là nên mua ác toy ở đâu cho uy tín, nên là sẵn cơ hội này Ti giới thiệu cho mọi người một cửa hàng luôn. Thì lúc đầu khi mà Ti liên hệ với chị chủ bên này thì Ti chỉ muốn ngỏ ý là sẽ nhắc đến Toy John trong video giveaway của Ti, để cho bạn nào chưa biết á thì sẽ có thêm một nơi để mua ác toy đáng tin cậy. Và khi mà Ti nói đến việc sẽ mua bộ demo Dating để làm quà giveaway thì chị chủ này á còn đề xuất là bên chị sẽ trả toàn bộ tiền ship hộ cho Ti, cũng như là cảm ơn Ti vì đã tin tưởng Toy John và giới thiệu đến mọi người. Tuy đúng thật là Ti chưa có ghé qua cửa hàng Toy John bao giờ, nhưng mà bạn bè của Ti ở Việt Nam á thì hầu như ai cũng mua ác toy ở đây cả mọi người, chứ không phải tự nhiên mà Ti biết đến Toy John rồi khơi giới thiệu cho mọi người đâu nhá. Và chắc chắn ở đợt về Việt Nam tới đây thì sẽ ghé qua Toy John và phỏng vấn trực tiếp chị chủ xinh đẹp của cửa hàng này cho mọi người biết mặt nhé. Ok mọi người ơi, còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với thể lệ của giveaway ngày hôm nay luôn nhé. Tuy không có muốn làm cái gì đó phức tạp quá cho nên thể lệ cũng rất là đơn giản thôi.
đó là mọi người hãy trực tiếp comment phía bên dưới video này điều gì mà mọi người thích ở kênh Tea Time, hoặc là góp ý xem kênh Tea Time cần cải thiện những gì, kèm với một con số bất kỳ từ 1 đến 100. Ví dụ như là mình nghĩ kênh Tea Time cần cải thiện chất lượng hình ảnh hơn 87. Đó, đơn giản vậy thôi đó mọi người. Thì mọi người sẽ có đúng 1 tuần để tham gia, bắt đầu từ lúc đăng video này. Tea sẽ đăng video này vào tối Chủ nhật, tối Chủ nhật ngày 26 tháng 3, thì sự kiện này sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 4 nha mọi người. Và vào thứ hai ngày 3 tháng 4 vào lúc 4 giờ thì sẽ quay video lại và chọn ra 12 người trúng thưởng bằng cách quay số trên trang random.org nhé. Sẽ có hai trường hợp xảy ra nên là Tea muốn nói trước luôn. Đầu tiên, nếu mà có comment trùng số nhau á thì Tea sẽ chọn bạn comment sớm nhất nhé. Thứ hai, nếu mà không có ai comment đúng con số may mắn thì Tea sẽ chọn bạn nào có con số gần con số đó nhất nhé. Ví dụ như Tea quay ra số 70 mà không có ai comment số 70 hết trơn á thì Tea sẽ chọn bạn nào có số gần 70 nhất. Ví dụ như là 67 hay là 71 gì đó chẳng hạn. Tea sẽ đảm bảo sự công bằng nhất có thể, cho nên mọi người cứ yên tâm nha. Ok mọi người ơi, Tea rất là nóng lòng để xem ai sẽ là người may mắn chiến thắng ở đợt giveaway đầu tiên này. Có đầu tiên á thì chắc chắn sẽ có thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ bảy, chủ nhật rồi đúng không? Cho nên là nếu mà bạn nào mà không may mắn ở đợt giveaway này á thì cứ đợi đợt giveaway tiếp theo nha. À, còn một điều quan trọng nữa, đó là cái kết quả của đợt giveaway lần này á, Tea sẽ đăng ở trên một bài đăng ở trên kênh YouTube của Tea, kênh Tea Time đó mọi người. Thì mọi người phải đăng ký kênh thì mới thấy được cái bài đăng đó nha. Chứ không lẽ giờ mọi người bắt Tea làm một cái video ngắn rồi công bố kết quả hả? Như vậy thì lobo quá, cho nên Tea sẽ đăng cái bài đăng nha. Cho nên mọi người nhớ là đăng ký kênh để mà thấy cái bài đăng đó ha. Ok mọi người ơi, thì một lần nữa Tea xin cảm ơn sự ủng hộ suốt thời gian qua của mọi người dành cho kênh Tea Time. Hy vọng là chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành với nhau trên con đường sưu tập Act Toy. Ở video tuần sau Tea sẽ unbox một bộ đồ chơi mà ở một không gian hoàn toàn khác luôn mọi người, chứ không phải ở trong cái phòng trang om này nữa. Cho nên là bạn nào mà chưa đăng ký kênh á thì nhớ nhanh tay nhấn nút đăng ký cũng như là bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video đó nha. Ngoài ra nếu mà thích video ngày hôm nay thì mọi người hãy cho Tea một like, một like thôi nha mọi người, đừng nhấn hai lần nha mọi người, và một share, vì đây á sẽ là động lực rất là lớn để Tea tiếp tục cho ra mắt nhiều video chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc mọi người may mắn trúng thưởng nha. Bye bye.